có ít bự không, có dấu vỏ vào nữa mọi người, đây mọi người đó, thua nha mọi người. Trời ơi, vỏ cứng lợp luôn rồi, mới hé ra mình thấy một nụi rồi kìa. Trời ơi, nói quay cho mọi người dễ thấy nè, quá trời rồi, quá trời rồi, quá trời đã luôn rồi, một khúc luôn nè. Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Kè đây mọi người. Thì đầu video mình cũng xin chúc mọi người xem video vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Thì theo nhu cầu của nhiều bạn xem video bài ít của mình hôm bữa giờ mọi người, thì yêu cầu của mọi người đó là kêu mình là chia sẻ cái bài mồi bài ít của mình đăng bảy á. Thì hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ cái bài mồi bài ít mình đăng bảy nha mọi người. Thứ hai nữa mình sẽ chia sẻ mọi người cách đặt bẫy luôn của mình nha, riêng gì của mình nha mọi người. Còn ai mà có kinh nghiệm nhiều hoặc là làm mồi có kinh nghiệm lâu năm thì mình không nói, à những người đó là người đi trước mình, là mình cái nào biết thì mình chia sẻ cho mọi người, còn cái nào không biết mình học hỏi thôi chứ không có gì nha mọi người. Thì nếu mà ai có kinh nghiệm lâu năm mà vô đây xem thì xem ủng hộ mình nha mọi người. Còn mà ai chưa đi đặt bẫy hoặc mới đi đặt bẫy lần đầu á thì vô mình chia sẻ, nếu mà áp dụng thấy có hiệu quả thì mọi người quay lại kênh mình cho một like với một cái đăng ký để ủng hộ cho mình nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách làm mồi bẫy ếch. Thì cái bài mồi là mọi người kết hợp là cắm câu ếch vẫn được bình thường luôn, bẫy ếch vẫn được bình thường luôn, không có sao hết ha. Thì thứ hai nữa là mình sẽ chia sẻ mọi người cách mình đặt lập ếch như thế nào luôn. Thì chắc cái cách lập ếch của mình nó sẽ khác hơn mọi người một tí mọi người. Thì cái này là mình xiên mình làm thêm coi, còn nếu mà người nào không xiên thì vẫn được bình thường, nhưng ai xiên làm giống mình thì nó sẽ ok hơn, có hiệu quả nhiều hơn ha. Thì nói chung thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người làm mồi trước nha mọi người. Thì hôm nay mình cái bài mồi mình làm bẫy ếch mọi người thì nói chung rất là dễ kiếm nha, vô bếp mà là kiếm là có liền chứ không phải đi đâu xa hết trơn người. Mình không có dùng thuốc bọng gì hết trơn mọi người, mình chỉ dùng cá hoặc ốc này kia đồ tự nhiên thôi, dễ mình kiếm thôi. Những cái đồ mình làm rất là dễ kiếm luôn. Là để mình quay lại cho mọi người xem những cái đồ mình làm bẫy ếch hôm nay nha. Thì đây mình chân chuẩn bị đầy đủ những cái đồ mình làm mồi bẫy ếch nha mọi người. Thì cái này là trước tiên là mình phải kiếm cá trước nha. Thì cá ở đây mình sử dụng là cá rô non, cá lồng đông với ốc. Cậy ốc là do mình không có đủ mồi nên mình trọng ốc vô thêm thôi. Nếu mọi người có mồi nhiều thì mình sử dụng cá thôi cũng vẫn được bình thường mọi người. Thì cá mọi người kiếm cá bự càng tốt, người hãy giữ cá tạp như cá rô phi, cá này cái kia bự bự đó. Thì cá loại rẻ tiền á mọi người làm bẫy ếch ha. Thì ở đây mình không có những cá đó, mình đi ra ruộng mình xúc được cá rô non. Thì tháng này cái quê mình cá rô non nhiều nên mình bắt cá rô non mình làm bẫy ếch luôn. Đó. Thì nếu mà mọi người muốn chọn gì cá nhà nhất đó, là mọi người chọn gì cá biển, thì cá biển mọi người ra chợ mua thì nó tốn tiền lắm mọi người. Thì mình đây mình sẽ chia sẻ mọi người những cái đồ mà mình khỏi cần mua mọi người. Hiện tại nhà mình đang có đầy đủ hết nên mình không có mua, nó không có tốn kém tiền cho mình hơn ha. Thì nếu mà thứ hai là có cá lồng tông nè, cá lồng tông người thấy mình bắt được mới cá lồng tông. Cá lồng tông nó hay có con chảo là nó chết thì nó sẽ gã ra thành nước mọi người, nhưng mà nó có mùi tanh rất là ớt, rất là khoái. Rồi thứ hai nữa là có cua. Cua ha, cua mình đây mình đặt 20 cái bẫy thì nhiều mồi dưới mình chọn đâu được 6 con cua mọi người. Nếu mọi người có cua càng nhiều càng tốt, mình ít thì mình chọn ít, theo mình chọn 6 con cua thì đủ rồi. Đó, thứ ba nữa là tỏi. Tới nữa là dầu ăn mọi người, thêm nữa là ngũ vị hương. Thì đợt này mình mới chọn ngũ hương, mình thấy ngũ hương thì chọn vô thì nói chung là có hiệu quả cao hơn mấy đợt trước mình không chọn, nên mình chia sẻ mọi người có ngũ hương luôn. Ví dụ mọi người không có mua được ngũ hương thì khỏi cần ngũ hương vẫn được, chỉ bao nhiêu thay cũng vẫn được mọi người. Tỏi, cua, cá với dầu ăn là ok. Còn nếu mà mọi người có điều kiện thì mà mua bịch ngũ hương là bỏ vô nữa thì cũng hiệu quả cũng cao lắm mọi người ha. Thì cua nào chọn vô thì cho nó tanh, cả vì mùi cua khi mà nó chết rồi nó rất là thúi, nó hơi nó tanh lắm, với kết hợp với tá ông tông cũng tanh luôn, cá cũng tanh luôn, thì nên ếch nó sẽ vô nhiều hơn. Tỏi nè, khi mọi người trộn vô cá với cua này kia nó sẽ lạp cái mùi cua với cá mình nó nặng mùi hơn thôi. Đây tỏi mọi người nên đâm ra giống mình là tỏi sống nha mọi người, mọi người đừng có lấy tỏi phi này kia phi cho nó thơm, nó không hiệu quả bằng tỏi sống này mọi người. Tỏi sống nó sẽ hiệu quả hơn ha. Đó, đâm ra gì nó sẽ hay hơn mà mọi người bầm, nếu dao bầm thì không hay, đâm ra gì nó có nước á, nước nó sẽ ra. Còn này dầu ăn, dầu ăn này mọi người đổ vô khoảng một lượng vừa đủ thôi. Mọi người trộn lên mà thấy cảm giác nó có mèn á, khi mọi người bẫy vô bẫy ếch á, khi mọi người bỏ mồi vô đặt cái bẫy ếch xuống nước á, thì lúc đó dầu ăn này sẽ làm màng màng trên mặt nước á, là cái những màng nước cá của mình nó hôi, mọi người đi trên mặt nước á, ếch sẽ bắt mùi dễ vô hơn. Đó, mùi dầu ăn thì tác dụng nó chỉ có vậy thôi. Ở đây là cái những cái đồ mình chọn mà mình bẫy ếch bữa giờ cái thấy rất là hiệu quả luôn rồi, dính rất là nhiều luôn đó, nên mình chia sẻ cho mọi người. Thì nói chung mình có gì mình chia sẻ mọi người đó ha, chứ mình không giấu gì hết nha. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ chọn lên, rồi mình đem đi ủ lắm mọi người. Chọn xong bỏ vô xô, bỏ vô xô rồi lấy cái bột
cột kính lại, đem ngày nắng ủ rầm khoảng 3 tiếng hoặc 4 tiếng đồng hồ là mình đi bẫy rồi, ok mọi người. Rồi để mình làm mọi người xem ha. Bây giờ mình đổ vô mình trộn mọi người. Hạt cua nè, đổ hết vô. Đó. Tỏi nè. Hạt chua chuẩn bùi lại bự quá trời. Tỏi nè. Đó. Rồi ăn. Mình trộn đơn giản vậy thôi mà hiệu quả rất là cao. Bữa giờ mình bẫy là chỉ có mồi gì thôi nha, chứ không có dùng thuốc nha mọi người. Rồi ok. Đổ hơi bị lố tay tí rồi, không sao nha. Rồi giờ xé bịch ngũ hương bỏ vô nó nghe. Trời ơi dính mấy cái gớm luôn rồi. Con tay một. Rồi. Thì mình đặt 20 cái thì mình bỏ một bịch mọi người. Nếu mà mọi người đặt 15 cái hoặc 10 cái bỏ một bịch cũng vừa. Đặt ít hơn nữa thì bỏ ít lại. Tầm khoảng 20 cái đến 10 cái, 15 cái thì mọi người bỏ một bịch là ok. Còn đặt nhiều hơn nữa bỏ nhiều hơn ha. Rồi. Giờ mình trộn đều lên cái là bỏ vô xô là mình cột kính là mình chiều nay là mình đi bẫy nè mọi người. Cứ đơn giản vậy thôi. Rồi mình rất hiệu quả nha. Giờ mình đã chọn xong rồi. Nếu mọi người có cá bự mình xài sử dụng mình bẫy cá bự sẽ tiện lợi cho mình hơn là nó ít hao mồi mọi người. Còn đây mình bẫy cá nhỏ nhỏ nó hao mồi quá trời. Cả mình kiếm cá bự không có nên mình bẫy cá nhỏ thì phải chịu không nè. Nó hơi hai màu tí nhưng mà cũng ok. Bây giờ mình bỏ vô xô mình cột lại mình ủ. Mình đã làm mồi xong rồi, mình bỏ vô xô nè, đó người. Mình bỏ vô trong cái bọc đó, mình lấy bọc cột kính lại để đừng cho nó hơi ra mình ủ rồi. Mình phơi nắng á. Thì giờ này là 12 giờ mấy 1 giờ rồi, mình phơi nắng tầm tới 4 giờ là mình đi bẫy người. Tại vì ở đây mình làm mà thường thường mình làm giấc trưa không rồi mình ủ tới chiều làm bẫy dừa không rồi. Nhưng bữa nay mình vừa làm mồi xong người để là chờ trứng mưa đen thui luôn, không có miếng nắng luôn, chết mình luôn rồi, không ngủ. Nói chung thì cũng không sao người. Đây mình ủ tới chiều nó cũng có mùi rồi, không có sao hết. Cả nếu mà mọi người ủ mà lâu hơn tiếng vẫn ok, người tầm khoảng ngày á, sáng mình ủ tới chiều mình đi bẫy là ok. Ủ 2 ngày 3 ngày thì cá nó sẽ bị gã rồi. Mình ủ tầm khoảng ngày làm bẫy ngon rồi đó. Đó. Thì nếu mà mọi người có cá sống nha, cá rô á, cá rô mà bự bự á, người bỏ vô tầm khoảng 2 con 3 con mà cá rô đừng cho con ếch ăn được nha. À, bỏ vô cho nó lóc cho cá ếch nha, nó sẽ vô dễ vô hơn nữa mọi người. Hiện tại thì mình ở đây kiếm cá rô bự cá sống thì nó rất là khó nên mình không có bẫy cá rô luôn. Cả mình bẫy cá chết thôi. Đó, thì mình chỉ chia sẻ mọi người chỉ vậy thôi mọi người. Thì mồi đó là mình đang sử dụng mình bẫy rất hiệu quả nha. Thì chiều nay mình đi bẫy ếch thì mình sẽ quay lại cách đặt bẫy ếch của mình như thế nào cho mọi người xem đó nha. Đây mọi người, mình đã chạy đến chỗ mình đi bẫy ếch mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách đặt bẫy ếch của mình nha mọi người, dưới cách làm mồi thôi. Còn riêng biệt cái video chia sẻ bẫy ếch dưới cách đặt bẫy ếch thì nó sẽ cho mọi người dễ xem ha. Hôm nay mình lựa chọn những cái địa điểm gì mọi người. Thì nói chung mọi người bẫy ếch thì mỗi cái vụ thì mình có cách bẫy khác nhau mọi người. Cái địa điểm mình bẫy sẽ khác nhau hết chứ không giống nhau. Hiện tại chỗ khu của mình là đang về vô vụ 3. Vụ 3 giờ này lúa sắp chỗ đục trồng nên nước người ta xả ra đó còn đường nước gì thôi nè, còn sòng bơm vậy thôi. Nên mình đặt những cái sòng bơm ha, chứ mình không có vô phía trong người. Phía trong vẫn có nước bình thường nhưng mình không có vô trỏng nè. Vô trỏng thì nói chung là cá không được nhiều, ếch không được nhiều, bự mà ếch nhỏ mà. Nên mình đặt cặp mắc kinh gì là có ếch bự nha. Đó là địa điểm mình chọn trong mùa này ha mọi người. Còn theo mọi người mình không biết sao nha, chứ mình chỉ có mình đang đặt sau mình chia sẻ gì thôi nha mọi người. Đó. Rồi mình đặt cái cặp theo kinh gì nè. Còn thứ hai nữa là cặp theo mé giường. Mé giường nếu mé giường phải có nước mọi người, nếu mà mé giường mà không có nước đặt không được nha. Rồi bây giờ đã bắt đầu mình sẽ quay cho mọi người xem mình đặt cái bẫy ngay chỗ này ha, cái cách mình đặt như thế nào cho mọi người xem nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đặt ngay chỗ này, cái mình lựa địa điểm là ngay cái sòng nước ngay chỗ này nha. Cài có cái đường nước ra vô mà sẵn để cái bẫy này cho nó dễ luôn. Rồi ngay cái hướng gió rồi, cài gió hỏi xuống vậy là mình đặt miệng quay xuống đây. Cài tối sẽ có mùi gió xuống bờ kinh đó. Mình đặt theo hướng gió luôn nha mọi người. Tùy theo hướng gió mình đặt nha. Mọi người xem video hơi dài tí mọi người thông cảm nha. Hôm nay là mình chia sẻ từ từ cho mọi người xem để mọi người dễ hiểu, dễ biết ha mọi người. Hôm nay mình chơi ngay cái đầu chủng ngoài sát đường lộ, sát cái đường đi ở ngoài bờ kinh luôn nha mọi người. Chơi lớn luôn đó. Tại vì thường thường đặt bẫy thứ gì thì dễ bị mắc bẫy lắm người. Thì mình gà đường cho nó thẳng thôi. Gà cây vừa đặt xong rồi. Nước ngoài bỏ vô. Mồi này quá trời có mùi luôn mọi người ơi. Hôi kinh khủng. Để lên.
mọi người nếu mà ai mà tiện lợi lấy cái bao quắn vô đây trước thì nó dễ không rồi. Còn cái đây mình đi quay phim cho mọi người xem á, nên mình sử dụng bằng cái bọc nè để mình gỡ ra gỡ vô cho mọi người dễ thấy á. Còn ai mà không có quay phim mà muốn đặt lớp cho tiện lợi quắn vô luôn, quắn vô luôn thì nói chung mọi người lắng vô thì nó rửa nó không được sạch nha, lưới nó sẽ mau hư hơn. Còn mình gỡ ra gì mình rửa nó sẽ sạch hơn, lưới nó sẽ lâu hư hơn. Rồi giờ móc đất đắp lên nha mọi người. Rồi mình đắp cỏ lên nữa nha mọi người, không đắp cỏ cũng vẫn được nhưng mà theo mình thích đắp cỏ hơn. Rồi cái đắp cỏ lên ớt nó sẽ dạng hơn, dạng vô hơn. Còn mọi người không đắp cỏ lên thì cũng được, đi nó lên đây nó quậy nhìn cũng đã lắm. Rồi xong ha, nhìn đặc vị cái tiếp theo của mình xiên có một cái là mình sẽ chà cái bãi chỗ này mọi người thấy không, ai không xiên thì thôi mọi người, mình chà cái bãi cho nó nằm đây. Với mình cái cuối cùng là mình lấy cái nước nè, cái nước ở trong cái mồi của mình nè. Đó, khi mọi người gửi lên cái bãi nè, gửi lên gần miệng nha, nó cho nó giữ cái mùi của mình, mùi cá của mình nó giữ hoài luôn người. Tại vì khi mình cá mình đổ vô trong cái lọp á thì lúc đó nó mùi nó sẽ bớt đi, nhưng mọi người lấy nước cá mình nó gửi lên cái đầu lọp như nè, lưới ngay bãi luôn, cứ ít thôi nha, cái bãi cứ ít thôi. Rồi người đó xong là lúc đó là cái mùi này nó còn dính ở trên nó bẫy nè, với hai ở đây có mùi nữa nè, trong đây vẫn có mùi luôn nè, ớt nó bắt mùi sẽ dễ bắt vô hơn đó. Cái đó là cách mình đặt đó người, 20 cái là mình đặt vậy, không cái mình đặt số lượng ít nên mình xiên mình làm vậy. Còn nếu mọi người đặt số lượng nhiều á, mọi người phải chà bẫy như mình cũng được, hỏi gửi cũng nhiều cũng chẳng được luôn. Còn mình đây mình đặt ít nên mình gửi làm vậy thì mình thấy hiệu quả nó sẽ dính nhiều hơn nha mọi người. Đây mình quay cho mọi người xem. Đó, cái lọt mình đặt xong là nó gì nha mọi người. Đó, tại vì ở đây mình hiện tại nước đang lớn chút xíu nước cái sẽ giật lại thì mình đặt mình canh nước đó mọi người. Tại vì ở đây mình khó đặt lắm, mà nó nói chung là nước kém này kém không được nhiều cho người, ở đây kém ít nên mình canh là khi mình đặt cái lợp nó còn nước xem xét nha, nó giật xuống nước còn xem xét vậy nè. Hoặc là nếu còn lên tới đây là vừa. Ví dụ mọi người đặt mà cái lợp ít á là nước không bị ra vô, nước là không lớn không nhỏ thì mọi người đặt cái khoảng này cũng vẫn được, mà xem xét nhờ vẫn được luôn bình thường ha. Đừng có ngập lợp quá ớt vô lỡ nó bị ngập nước rồi bị chết ụt lắm. Đó, vậy là cách đặt lợp của mình nha mọi người. Có đường nước kế bên, mình không có để ngay đường nước, mình để cặp bên đường nước nha. Ở đây là sòng nước. Đây là mình chia sẻ cách đặt ớt của mình nha mọi người. Mình lựa từ ly từ lý đó. Đây là đường nước nè. Còn ở đây là sòng bơm nè. Thì tối ớt ở đây sẽ lên nha mọi người. Rồi, thì nói chung thì video mình chia sẻ bữa nay cứ nhiều đâu nha mọi người. Nói chung thì video tới đây mình cũng xin tạm dừng tại đây nha mọi người. Chúc mọi người xem giúp vui vẻ và hẹn gặp mọi người ở những video sau nữa nha. Bye bye mọi người.